Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển Ecuador và đội tuyển Senegal. Đây là trận đấu thuộc lượt trận thứ 3, lượt trận cuối cùng của vòng bảng World Cup 2022. Và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 29 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá của nhà cái thì đội tuyển Ecuador sẽ là những người đứng nhất của trên và sẽ chấp Senegal với mức kèo là 0.25. Mức kèo phải hạ xuống còn là kèo đồng và tăng 0.5. Mức tài xỉu ở chỗ này là 2.25, 2.5 và 2 trái. Tùy theo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Sô Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình, các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu rồi nha. Trong quá khứ thì Ecuador và Senegal cũng chưa có lần nào gặp nhau, cho nên là cũng không có thông số đối đầu của hai đội để gửi tới cho các bạn. Năm trận thi đấu gần nhất của Ecuador, Ecuador đang bất bại với 1 chiến thắng và 4 trận hòa. Năm trận thi đấu gần nhất của Senegal thì Senegal thắng 3, hòa 1 và thua 1. Và ở trận đấu này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì mình lựa kèo đội Ecuador đá đồng với Senegal ở trận đấu này. Vì sao? Thứ nhất là xét về thực lực, đẳng cấp và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì Ecuador đang được đánh giá là từ ngang ngửa đến nhỉnh hơn Senegal một bậc. Thứ hai nữa thì mình khuyên các bạn lựa mức kèo đồng. Nếu như mà hai đội có hòa nhau thì chúng ta chọn cửa Ecuador, chúng ta cũng không thua kèo đâu. Mặc dù là cái bạc kèo đồng của Ecuador nó cũng hơi thấp nhưng mà nó sẽ an toàn hơn. Và thứ ba nữa thì hiện tại Ecuador cũng đã có được 4 điểm sau hai lượt trận đầu tiên và họ đã cầm hòa được một đội bóng rất là mạnh ở bảng đấu này, đó là Hà Lan rồi. Ở lượt trận thứ ba này thì gặp một Senegal cũng khá là vừa tầm, thì đây sẽ là cơ hội để cho Ecuador tiếp đà thắng hòa, có thêm một chiến thắng nữa để cầm tấm vé vào vòng knockout. Thì với đà đang thăng hoa thì muốn vượt qua một Senegal cũng không quá mạnh như thế này thì mình nghĩ cũng sẽ không phải gọi là quá khó đối với Ecuador thì hiện tại đâu. Cho trận đấu này mình nào tin tưởng mình ưu tiên đi của đội Ecuador đồng banh, mình nghĩ sẽ rất là sáng cho bạn. Thì nếu như mà 9 phút hay là có hòa thì chọn Ecuador đồng banh cũng không thua kèo đâu. Mức tài xỉu ở trận đấu này là 2.25, 2.5 và 2 trái. Thì cái cơ hội đi tiếp của hai đội cũng vẫn còn chứ không phải gọi là không. Và mình nghĩ là trước khi muốn chiến thắng thì hai đội cũng phải thận trọng để gia cố hàng thủ của mình rất là kỹ. Do đó trong này sẽ không nhiều bàn thắng được ghi, có thể là kết thúc 9 phút sẽ có tỷ số là 1-0 hoặc là nhiều lắm là 2-0 nghiêng về cho Ecuador. Và nào tin tưởng mình nữa, ưu tiên đá cửa xỉu 2.25 hoặc là 2.5 ở trận đấu này. Còn nếu như trận đấu này các bạn không tin tưởng vào Ecuador thì các bạn ưu tiên đá cửa xỉu không được. Nhưng mà thật sự thì trận đấu này mình kết cái cửa Ecuador đồng banh hơn nha các bạn. Ở mức hiệp 1 thì cái mức kèo là kèo đồng và sẽ là 0.75. Thì dự đoán hiệp 1 Ecuador sẽ có một bàn dẫn trước Senegal. Hiệp 1 thì các bạn đá kèo Ecuador đồng banh và đá nhẹ cái tài 0.75. Nhưng mà hiệp 1 thì mình khuyên các bạn nên đi cửa Ecuador không là được rồi. Tóm lại trận đấu chốt kèo là chọn cửa Ecuador và đá xỉu 2.25, 2.5. Ở hiệp 1 thì ưu tiên chọn cửa đội Ecuador đồng banh và đá nhẹ cái tài 0.75. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chúc anh em may mắn.